Đây là những lỗi click rollup sẽ khiến cho bạn sợ kẻ ra quần khi mà gặp chúng. Những lỗi đáng sợ này đã được chính những người chơi Roblox phát hiện ra khi mà họ đang chơi một tựa game bất kỳ nào đó trên nền tảng này. Trong số đó có những glitch Roblox mà mình tìm được ở trên mạng, thì trong số đó có rất nhiều những thứ đáng sợ. Liệu rằng là bạn có bao giờ gặp những lỗi này hay không? Hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì đây là một lỗi hiển thị cho việc bạn quên subscribe và like cho chủ kênh này. Vì thế bạn nên kéo xuống dưới video này và tìm cách vá lỗi đi nhé. Họ đã gặp vô số những lỗi vô cùng kỳ lạ, từ bình thường cho đến cực kỳ ám ảnh, trong lúc mà họ đang thưởng thức trò chơi của mình. Khác với những lỗi error mà mình đã đề cập trước đó, thì lỗi click hay còn được gọi là lỗi trục trặc là những thứ được xem là không thuộc sở hữu và quản lý của đội ngũ Roblox. Như đã biết, thì những error Roblox chỉ xuất hiện khi những người chơi nào đó vi phạm các chính sách cũng như là quyền của Roblox trong lúc mà họ đang chơi game. Chẳng hạn như việc bạn đã vô tình tải bản hát về máy và bằng một cách nào đó thì bạn vẫn tiếp tục vô tình mang nó vào Logfood chẳng hạn. Và thế là hết, tài khoản của bạn chính thức bị kích lần một do nghi vấn sử dụng công cụ thứ ba. Quay về với vấn đề click Roblox thì như mình đã đề cập ở phía trên, thì những lỗi đáng sợ này không thuộc sở hữu của Roblox hay là không thuộc về Roblox. Những lỗi click này có thể xuất phát từ chính tựa game của một nhà sáng tạo nào đó trên Roblox hoặc là admin nào đó. Xong có một trường hợp lại đi ngược lại với lập luận mà mình vừa nêu, với một cái click hay được gọi là một cái trục trặc vô cùng đáng sợ, được gọi với cái tên vô cùng ám ảnh. Lỗi này mang tên Ping Screen Update. Was just playing Roblox when I started glitching. I didn't think anything of it and just restarted the app. I went on to spectate my sister. When this happened, I got very scared, to be honest. I'll slow this down so you can see the glitch better. It was glitching between two screens. I also saw pixels that looked like they had pictures in them. These were some screenshots I took. Is this happening to someone else too? Như các bạn có thể thấy trong video này thì TikToker trong video đang bị một cái glitch gọi là Ping Screen Update, và bản thân cô cho biết rằng mình vừa mới chơi Roblox cách đây không lâu thì đột nhiên gặp cái lỗi đáng sợ này. Thế nên tôi đã quyết định reset Roblox. Nhưng khi tôi đang quan sát chị tôi thì điều này lại xảy ra. Thật lòng mà nói thì lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi sẽ tua đi tua lại để các bạn xem rõ hơn nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái màu hồng này thường xuất hiện ở hai bên màn hình. Và nếu có để ý thì ta sẽ thấy rằng trong những cái ô màu hồng này xuất hiện những bức tranh nhỏ vô cùng kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không biết nó là gì nữa, nghe có vẻ khá là đáng sợ. Cái lỗi này có xảy ra với bạn hay không? Sau khi xem xong đoạn video này thì chúng ta có thể xác nhận được rằng đây chính là lỗi được dân tình gọi là Ping Screen Update, hay dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là màn hình hồng. À, phía sau thì các bạn hiểu ý mình rồi chứ. Đây là lỗi được xem là tương đối hot ở thời điểm hiện tại. Thậm chí là theo nhiều nguồn tin mà mình tìm hiểu được thì đã có không ít người chơi sẵn sàng bỏ thời gian ra để tìm ra cho bằng được cái lỗi mang tên là Ping Screen Update này. Và bản thân mình sau khi xem những đoạn clip ngắn này trên TikTok liên quan đến cái lỗi này thì mình đã tương đối, nói đúng hơn là cực kỳ tò mò về lý do tại sao mà cái lỗi này lại xuất hiện trên Roblox. Thì sau khi mà mình bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu thì mình đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ này, rằng là chỉ có những người chơi Roblox trên các thiết bị điện tử như là điện thoại thì mới gặp được cái lỗi glitch màu hồng này mà thôi. Bài viết này được viết từ một người có nickname là Nico Patty, và anh này cho biết lỗi màu hồng màn hình này chỉ xảy ra trên thiết bị di động. Sự xuất hiện của nó là hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong trò chơi. Có thể có khả năng xảy ra nhiều hơn khi mà có sự cố mất điện. Lỗi này cũng có thể xảy ra khi mà người chơi bị phát hiện đang spam thứ gì đó. Và mình có một câu hỏi dành cho các bạn là các bạn nghĩ sao về số lượng người chơi Roblox trên thiết bị di động là khoảng bao nhiêu? 10%, 20% hay là 30%? Không đâu các bạn ạ, theo những thông tin mà mình tìm hiểu được thì con số này lên tới tận 78% người chơi Roblox là những người sử dụng thiết bị di động để chơi nền tảng Roblox này. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp, nó hơn hẳn các thiết bị khác. Nên là vì thế mà lỗi này cũng được xem là một lỗi khá là phổ biến dành cho những người nào chơi Roblox trên thiết bị di động. Bởi vì nhiều như thế mà dưới bài đăng này đã có rất nhiều những bằng chứng từ những game thủ Roblox về việc họ đã từng gặp cái lỗi Ping Screen Update này ít nhất một lần trong lúc mà họ đang chơi game. Còn bạn thì sao? Bạn có bao giờ gặp cái lỗi màu hồng này trong Roblox hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video này để mình cùng biết với nhé. Chứ bản thân mình là mình chưa bao giờ gặp cái lỗi này cả. Nếu bản thân của các bạn có quan tâm về việc làm sao để có thể xóa bỏ cái click này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách vô cùng đơn giản để loại bỏ cái click này. Đó là việc bạn hãy thường xuyên update Roblox của mình
sau đó hãy xóa đi tải lại, thế là xong. Tiếp theo, ta sẽ nói về một cái click vô cùng bí ẩn, đã gây ra rất nhiều sự ám ảnh cho những người chơi nào từng gặp cái lỗi này. Chúng ta hãy cùng nhau xem nhé. The glitch that I found that has no ending. Go in the inverted house. I can't get it up. Go in the Fortnite player's house and turn on the water on the bath. This is a random glitch unlike the other thing with ending you discover. Go back in the inverted house. Then go inside the blue house. Wait it until the man push you through something. Sau một khoảng thời gian mày mò tìm kiếm, thì mình cũng đã biết được rằng con game trong đoạn video TikTok ngắn này có tên là Roblox NPC Are Become Smart. Như các bạn có thể thấy trong video ngắn lúc nãy mình vừa mới cho các bạn xem, thì cái lỗi trục trặc này có vẻ hơi bị creepy kiểu gì ý. Mình nghĩ nó khá là bí ẩn đấy. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Sau khi vào tựa game này thì người chơi sẽ được di chuyển vào một thành phố không tên nào đó. Tuy nhiên, đó lại không phải là những gì mà mình quan tâm thật sự cho lắm, vì mình ở đây là để tìm ra những thứ giống như video ở phía trên này, các bạn còn nhớ không? Đầu tiên là căn nhà bên phía tay phải. Làm xong thì đến căn nhà này và bật vòi nước lên. Tiếp tục trở về căn nhà chính và đi đến căn nhà màu xanh. Nhìn vào tấm gương của căn nhà này, và ui, nó thật sự có thật này các bạn ơi. Wow, mình không ngờ luôn ấy. Nhiều người trong cộng đồng Roblox cho rằng đây không phải là lỗi leak, mà đây chỉ là kết thúc thật sự của tựa game có tên là Roblox NPC Are Becoming Smart này mà thôi. Chứ thật sự là Roblox không có lỗi leak nào như vậy cả. Hay nói một cách dễ hiểu, ý những người chơi này là đây không phải là lỗi click, mà đây chỉ là final ending của tựa game này mà thôi. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu bạn có cho rằng đây là leak của Roblox hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới video này để mình cùng biết với nhé. Ok, và đó là tất cả những gì có trong video này. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và mình đăng ký cho mình nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hạt thì hãy ghé qua shop hạt của mình để mua nhé. Còn nếu bạn nào có nhu cầu mua Robux thì hãy ghé qua shop Robux để mua nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye các bạn.